Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thủy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay hé lộ nguy cơ nổ ra xung đột với hậu quả nghiêm trọng tại Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông đang trong tình trạng căng thẳng tột độ sau loạt hành động tuyên bố phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại vùng biển này. Châu Á nói riêng và thế giới nói chung đang vô cùng bức xúc bởi tuyên bố phi lý của Trung Quốc tại 92% Biển Đông, đặc biệt là hành động xây dựng các căn cứ quân sự trái phép, ảnh hưởng đến an ninh toàn khu vực. Đối với các quốc gia ở châu Á, đặc biệt là những nước có tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đang gia tăng đe dọa quân sự, không chỉ là áp lực kinh tế, áp bức ngoại giao, không chỉ sử dụng lực lượng dân quân hàng hải mà còn sử dụng cả lực lượng không quân PLA nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Đơn cử như việc Trung Quốc tiếp tục có những hành động cưỡng ép như đe dọa tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của chính Việt Nam, triển khai hàng chục máy bay quân sự vào không phận của Malaysia hay bắn vòi rồng để chặn tàu tiếp tế của Philippines lên đường đến bãi Cỏ Mây hồi năm ngoái. Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là vùng biển quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Mới đây, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản NIDS vừa công bố báo cáo an ninh cho biết xu hướng quân sự của Trung Quốc trong năm 2023 với tiêu đề Nhiệm vụ kiểm soát lĩnh vực nhận thức và các tình huống vùng xám của Trung Quốc. Theo NIDS, cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của Trung Quốc. Công chúng Nhật Bản ngày càng nhận thức được tác động to lớn từ sức mạnh quân sự đang ngày càng trỗi dậy của Trung Quốc, theo đó có thể tác động rất lớn đến an ninh của Nhật Bản. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã trở thành một đối tác kinh tế quan trọng đối với Nhật Bản và các nước Đông Á khác. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cho phép Trung Quốc tăng gấp bội chi tiêu quân sự và tiến tới hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Và công bố báo cáo an ninh Trung Quốc năm 2023 NIDS khẳng định Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng thông qua các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như truyền bá thông tin có lợi cho đất nước trên mạng xã hội. Báo cáo có đoạn Bắc Kinh đang sử dụng các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như các hoạt động gây ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức hay các tình huống vùng xám trên biển. Vậy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động miền nhận thức và hoạt động vùng xám hàng hải như thế nào? Báo cáo đã chỉ ra 3 bước đi quan trọng của Trung Quốc dẫn đến việc gia tăng sử dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm các cải cách quân sự của Chủ tịch Tập Cận Bình để tạo ra một cơ chế Trung Quốc trực tiếp kiểm soát PLA, thành lập lực lượng hỗ trợ chiến lược SSF, cơ quan giám sát tác chiến mạng và điện tử, tác chiến tâm lý và nhận thức, đặt lực lượng hải cảnh CCG dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quân đội Trung Quốc. Những cải cách quân sự của Tập Cận Bình đã thúc đẩy việc tái cấu trúc các tổ chức quân đội Trung Quốc và trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo của Đảng đã được củng cố. Người ta nhấn mạnh nhiều hơn vào sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào việc thực hiện chế độ trách nhiệm chủ tịch của Quân ủy Trung ương CMC và các cấp ủy đảng trong quân đội. Hơn nữa, quản trị quân sự thông qua luật pháp và các quy tắc được nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường không chỉ đối với Quân đội Nhân dân PLA mà còn đối với các tổ chức quân đội khác, mà các cơ chế đang được phát triển để phối hợp giữa quân đội và các chủ thể chính phủ khác. Các biện pháp này cũng được phát triển như một ứng phó đối với các hình thức xung đột hiện đại vốn tích cực sử dụng các biện pháp phi quân sự. Đối với các hoạt động gây ảnh hưởng, lực lượng hỗ trợ chiến lược SSF được thành lập. SSF xuất hiện không chỉ để tích hợp các chức năng liên quan đến mạng, phủ điện tử và không gian bên ngoài mà còn tham gia sâu vào cuộc đấu tranh cho tâm lý và miền nhận thức. Đối với các hoạt động vùng xám, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân PAP và CCG đã được tổ chức lại. PAP được đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, trong khi CCG trở thành cấp dưới của PAP và đến lượt nó cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của PLA. Kết quả của việc tổ chức lại
PAP chuyên trách duy trì an ninh công cộng trong thời bình và đóng góp dễ dàng hơn đối với các hoạt động chung của PLA trong tình huống bất ngờ. Gia tăng các hoạt động gây ảnh hưởng, đây là bước thứ hai trong chiến dịch phi quân sự hóa của Trung Quốc. Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự gắn liền với các hoạt động gây ảnh hưởng tổng thể của Đảng dưới danh nghĩa chiến đấu trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức. Đối với Trung Quốc, cuộc đấu tranh giành thông tin và ảnh hưởng là cuộc đấu tranh cho an ninh, ý thức hệ và thống trị với phương Tây. PLA có truyền thống nhấn mạnh chiến tranh tâm lý và gần đây là tam chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. Ngoài ra, sự ra đời gần đây của trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới nổi khác đã dẫn đến việc khám phá chuyển sang chiến tranh thông minh hoàn toàn thúc đẩy các công nghệ. Trong bối cảnh đó, khái niệm hoạt động trong lĩnh vực nhận thức nổi lên như một phần mở rộng của chiến tranh tâm lý. Một ví dụ dễ thấy nhất về các cuộc đấu tranh cho lĩnh vực tâm lý và nhận thức là các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại Đài Loan. Chúng bao gồm lan truyền tin giả qua không gian mạng và các kết nối cá nhân. Bên cạnh việc tiếp cận với người Đài Loan, người dân bao gồm cả các thành viên của quân đội, các hoạt động gây ảnh hưởng của Đảng và PLA có phạm vi rộng và thể hiện một đe dọa Đài Loan. Thứ ba, Trung Quốc tạo ra các tình huống vùng xám trên biển. Trung Quốc đã cố gắng thay đổi nguyên trạng thông qua các cuộc xung đột cường độ thấp trong lĩnh vực hàng hải để tránh chiến sự và tạo thế trận có lợi. Trung Quốc sử dụng hải quân PLA như một lực lượng răn đe, đồng thời sử dụng cơ quan thực thi pháp luật của lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển để quản lý cường độ tranh chấp, để không dẫn đến xung đột vũ trang, trái lại gây áp lực lên đối phương, từ đó từng bước mở rộng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Các nhiệm vụ cụ thể của lực lượng dân quân biển được xem xét như sau. Một là lực lượng dân quân biển tận dụng lợi thế về số lượng và trang bị lớn, có nhiệm vụ chủ yếu là khẳng định các quyền và lợi ích trên biển, hay là lực lượng dân quân biển đóng vai trò trung gian giữa quân đội, các tổ chức hành chính và khu vực dân sự. Ngoài ra, so với lực lượng hải cảnh và PLA, các đơn vị của lực lượng dân quân biển đóng vai trò ở vùng nước nông, có thể vận hành các tàu nhỏ hơn nhưng cơ động hơn, đồng thời có thể tiến hành nhiều hoạt động giám sát với nhiều tàu cá. Chính phủ Trung Quốc có thể tin rằng việc huy động lực lượng dân quân biển có thể kiểm soát sự leo thang của một cuộc khủng hoảng, kiềm chế kẻ thù, tránh các cuộc giao tranh quân sự và mở rộng sự kiểm soát hiệu quả của Trung Quốc. Để trở thành một cường quốc biển, đồng thời duy trì và mở rộng các quyền và lợi ích trên biển, chế độ Tập Cận Bình đã nỗ lực phối hợp với các chủ thể trên biển, cụ thể là Hải quân PLA, CCG và lực lượng dân quân biển, dựa trên các khái niệm về cảnh sát quân sự, dân sự và hành động chung 5 trong 1. Hơn nữa, bằng cách tích hợp chuỗi chỉ huy của CCG và lực lượng dân quân biển và quân đội và tăng cường trang thiết bị cho các đơn vị này, Trung Quốc đã cải thiện khả năng hoạt động vùng xám của mình ở các khu vực tranh chấp để tăng cường khả năng hoạt động trong các tình huống vùng xám. Như vậy, Trung Quốc đã mở rộng các tiền đồn của mình ở các vùng biển tranh chấp mở rộng và trang bị vũ trang cho các tàu của lực lượng hải cảnh, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng dân quân biển. Trung Quốc thể hiện rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, họ sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự vào thời điểm này vì Trung Quốc không muốn làm xấu đi hình ảnh của mình với thế giới. Do đó, Trung Quốc đang sử dụng tam chủng chiến pháp để thực hiện ý đồ ngang ngược của mình. Năm 2011, các nhà nghiên cứu Việt Nam đề xuất công thức 3C, hay còn gọi là tam công pháp, bao gồm công khai, công luận và công pháp để đối lại với tam chủng chiến pháp. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Vĩnh Trương, chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, tác giả cuốn sách Bàn về Trung Quốc trỗi dậy, nhận định tam công chiến pháp như nêu trên là đúng nhưng chưa đủ khi Trung Quốc cho các hoạt động vùng xám phối hợp với tam chủng chiến pháp ở Biển Đông. Ngoài ra, tam chiến này đã trở thành nhiều chủng loại chiến pháp khác, cho nên đối phó với chúng thì cần phải mở rộng ra hơn nữa một cách khôn khéo. Đầu tiên là phải có một đội ngũ thực thi pháp luật biển đủ mạnh để có thể ngăn chặn và đối phó một cách tương xứng với các lực lượng gây hấn từ Trung Quốc, xây dựng cho quốc gia mình như một con cá độc để tránh là nạn nhân của cá lớn nuốt cá bé. Trung Quốc và Nga gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị, theo chuyên gia Kassin, quan hệ đối kháng của Nga và Trung Quốc với Mỹ cùng mối lo ngại chung về tình hình bất ổn tại Trung Á, vốn được coi là sân sau của Moscow nhưng đang chứng kiến sự hiện diện kinh tế ngày càng gia tăng của Bắc Kinh đã khiến quân đội hai nước xích lại gần nhau hơn.
Nga và Trung Quốc đang gửi tín hiệu mạnh mẽ với Mỹ về khả năng tương tác và sẵn sàng phối hợp của hai nước đóng vai trò như một biện pháp răn đe. Các cuộc tập trận chung có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Trung Quốc, quốc gia chưa từng tham gia vào bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào kể từ những năm 1980, trong khi đối tác Nga đã tiến hành một loạt hoạt động quân sự tại nhiều khu vực, từ Bắc Caucasus và Georgia đến Ukraine và Syria. Chuyên gia Kassin lưu ý, tập trận chung với Nga mang lại cho Trung Quốc rất nhiều lợi ích vì quân đội Nga đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu không ngừng nghỉ trong vài thập kỷ qua. Richard Wade, thành viên cấp cao của Viện Hudson tại Washington cho rằng những hoạt động thường xuyên như vậy đã trở thành công cụ nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương mà không cần thiết lập một liên minh quân sự chính thức. Trước đó, các quan chức Nga và Trung Quốc đã bác bỏ ý tưởng thành lập một liên minh quân sự giữa hai nước. Các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng hoạt động độc lập, giúp họ học hỏi các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mới. Chuyên gia Richard Gray nhận định trong một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố vào tháng 7 năm 2021. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc không chỉ trở nên thường xuyên hơn mà còn phức tạp hơn và vượt ra ngoài biên giới của mỗi nước. Trước đó, hai bên đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Địa Trung Hải, sân sau của NATO, và hai năm sau đó, các hoạt động tương tự đã diễn ra ở Biển Đông và Biển Baltic, vốn là hai điểm nóng địa chính trị. Kể từ năm 2018, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn hơn, được thiết kế để giúp các chỉ huy cấp cao của mỗi nước phối hợp với nhau. Theo ông Richard Wade, hai bên nhiều khả năng sẽ mở rộng hơn nữa các cuộc tập trận chung để thực hành nhiều nhiệm vụ mới và phối hợp với nhiều đối tác hơn tại một số khu vực như Vịnh Ả Rập, Ấn Độ Dương hay Châu Phi. Mặc dù Nga và Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng các cuộc tập trận chung không nhắm vào bất cứ bên thứ ba nào, nhưng Mỹ và đồng minh vẫn theo dõi chặt chẽ với thái độ đầy hoài nghi. Ông James Brown, phó giáo sư tại Đại học Temple ở Tokyo, đánh giá các quốc gia như Nhật Bản vốn có tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Nga rất lo ngại trước xu hướng hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Bắc Kinh và Moscow. Sự tăng cường hợp tác về quân sự giữa Nga và Trung Quốc ở trên biển, trên đất liền cũng như những thông báo liên quan đến các vụ phóng tên lửa đạn đạo đã khiến Nhật Bản lo ngại. Tình huống xấu nhất với Tokyo là việc Nga và Trung Quốc thành lập liên minh quân sự và hỗ trợ lẫn nhau nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Bên cạnh đó, cũng cần phải xem xét liệu sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc tập trận JAPAT 2021 do Nga dẫn đầu, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Belarus và Nga, có thể làm dấy lên cảnh báo từ phía NATO hay không. Trong bất cứ trường hợp nào, Mỹ có thể viện dẫn các cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc để nhắc nhở châu Âu về tầm quan trọng của việc coi Trung Quốc như một mối đe dọa quân sự hoặc ít nhất là một nhân tố luôn ủng hộ Nga, ông Wade nhận định. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!